Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn chợ đầu mối Bình Điền. Thì chợ đầu mối Bình Điền nằm trong trung tâm thương mại Bình Điền, có diện tích là 65 hectare tại vị trí chiến lược cả về giao thông đường bộ lẫn đường thủy. Về đường bộ, chợ Bình Điền giáp đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách quốc lộ 1A 750m và trung tâm thành phố 15 km về hướng Tây Nam. Về đường thủy, chợ nằm giáp sông Bến Lức, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu thủy từ các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long ra vào chợ. Sơ lược thành lập chợ Bình Điền. Chợ đầu mối Bình Điền được quy hoạch xây dựng từ năm 2003 và đưa vào hoạt động từ năm 2006. Theo chủ trương di dời các điểm buôn bán trong nội thành ra ngoài ven thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 8 trong 10 chợ bán sỉ bao gồm chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối, chợ Sớm Củi, chợ Trân Chánh Chiếu, chợ An Lạc, vân vân được di dời về chợ Bình Điền với ngành kinh doanh chủ lực là thủy hải sản và rau củ quả. Chợ được vận hành và quản lý bởi công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, chi nhánh thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Hiện nay chợ đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động 7 nhà lồng chuyên danh thịt súc sản, hải sản tươi sống, hải sản khô, rau củ quả, trái cây và hoa tươi cùng mạng lưới các dịch vụ phụ trợ. Về tiến độ đầu tư của chợ Bình Điền, quy mô dự án 65 hectare, bao gồm các khu vực chức năng và các nhà lồng chợ. Đến nay, chợ đã tiếp nhận và bố trí kinh doanh toàn bộ trên 1.400 thương nhân từ các chợ bán buôn trong nội thành và đã đi vào hoạt động khá ổn định nề nếp. Các thương nhân được bố trí kinh doanh trong 7 nhà lồng. Nhà lồng A là ngành hàng hoa tươi, nhà lồng B ngành hàng rau củ quả, nấm, gia vị, nhà lồng D ngành hàng cá đồng và hải sản cao cấp, nhà lồng F ngành hàng thủy sản, cá biển, nhà lồng H thịt súc sản, gia cầm, nông sản, gạo, đường, đậu và cá hấp, nhà lồng K thủy sản khô và các loại mắm, nhà lồng T ngành hàng trái cây. Tiến độ đầu tư đến nay cơ bản đã hoàn tất đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 34 hectare trong tổng số 65 hectare, đang tiếp tục các bước để chuẩn bị hoàn thành các dự án trên trong các phần diện tích còn lại. Mình sẽ để cái đường link cập nhật vào trang web chính thức của chợ Bình Điền, đó chính là chợ Bình Điền market.com.vn. thì mình sẽ để đường link ở bên dưới cái phần mô tả, các anh chị có thể tham khảo và click vào thể hiện những cái giá cả, những cái mặt hàng và những cái quầy hàng cho thuê thì đầy đủ ở đây, các anh chị có thể tham khảo thêm. Chợ đầu mối Bình Điền cũng như chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức đều hoạt động nhộn nhịp vào ban đêm, vào từ khoảng sau 10 giờ trở đi cho tới 2-3 giờ sáng. Ngoài ra, bên cạnh phía ngoài của chợ Bình Điền, đó là khu dân cư chợ Bình Điền, thì cư dân đã đi vào ổn định. Các anh chị nào mà đã sở hữu những cái căn nhà phố ở đây hoặc là những khu đất nền, mình có nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng khu nhà phố ở bên ngoài của chợ Bình Điền. Các anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0979 676655 để được hỗ trợ thêm. Nếu các anh chị nào thấy video clip này và kênh Phạm Đăng Khoa Realtors bổ ích cho mình thì có thể đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu về các chợ khác cũng như các dự án bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Bây giờ mời các anh chị tiếp tục theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.